បាទគ្រប់ជំរាបសួរបងប្អូនប្អូនទាំងអស់ដែលកំពុងទស្សនាតាមប្រព័ន្ធ chẳng bong bong bột bột anh chơi tạm đàn đáp cho một cái bát đại chia đầm nắng cầm hôn EBC và đây muốn đang mình to cho mùi bị thiên đập bót có xôm chụp riệp chun đại thà ní cứ chơi cam bị thi phân lưu sốc cập hiệp hay cam bị thi phân lưu sốc cập hiệp ní miền ca ốp thấm đòi cầm hôn EBC cầm hôn EBC chia cầm hôn đại miền bót bị sáu nó còn đồng cả đọt dài sốc cập hiệp đừng cười thà dũ chân năm mà hỡi đại miền được dạp bê rồ hô đó một hơi chân năm miền chấm nét đăng cục cron miền phần lật tập hall cục cron và chấm nét đăng của miền phần lật tập hall của miền nhé bắt bị sau của miền bay đăng cứ thà vào bạ rô chẳng bong bong buồn buồn miền sẽ đây tục chất một căn cục môn EBC prosen bật đọt sải bánh hà sốc phiền ram rải tận nam an toàn chỉnh và cục môn EBC vẫn miền tị tăng nộp tiền lệ pi rồi hộc sập bầm muối phần lệ mà rồi hà sấp hàng cày một tí pet precosma rư hà tập về lục sóng chấm ngái 250 mét bong bong ồn ồn lúc ta là dây bí mật ai tầm nét tầm nông mà lấy tù ra sắp miền bay bảo quán cứ xôn đọc bí cao bảo bấy đọc muối mà phây bảm xôn đọc bảm cao bảo bấy đọc muối mà phây bảm xôn bài sập bảo bấy lấy bảo bấy cao sập bảo bấy đọc muối mà phải pram bà chẳng dừng miền bay propon lịch được cái này nhé bà lấy đi dừng mình to và đã có chuẩn bị chun đại thà cam thi bình lưu sọc cổ phiệp nên có dừng bắt đầu chuẩn này đắng và đại ca bắt đầu chuẩn này đắng đấy cứ dừng thua lắng tam rồi dẹp propon YouTube đời cùng hôn EBC dừng miền YouTube bài miền channel YouTube cứ EBC phần lưu sốc cập hiệp và bọn 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 chọn chạy chọn đăng phần này kháng sốc cập hiệp nâng cứ thà quay chỗ bịa thả EBC chia phía xa ông khá lê hãy đọc clear máu à sọ khám mai với phần lưu sốc cập hiệp và chẳng EBC bị lúc phần lưu sốc cập hiệp nó chia channel YouTube bọn 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 chỗ mơ tư và tệ tôn được bành hà sốc cập hiệp dạng ná cứ thà chọn đăng ấy quay và tỏ tiết tử sẽ nào chỉ điều và tỏ tiết tử và thì họ ta EBC bị lưu sọc viêm chẳng máu đỏ kia tới vay chùm ngư tức nôn và em chùm ngư lợi chiêm cọc bè hồ viên này chẳng tật bà đây propon tùm nẹ tùm nôn dương miên tu được sắp năng hỡi hay dương miên Facebook dương miên page Facebook miên pí thì mỗi cứ pàng lì hứa là sao là tặng đó thì pí cứ pàng nhươn là sọc mày nhưng chẳng Facebook nó pàng lì hứa có bán pàng nhươn có bán đó pàng lì hứa nó sao là tặng hay pàng nhươn là sọc mày chúng này page nó miền bay page và miền EBC bình lưu sọc phiệp nắng đôi YouTube đá nắng page đó YouTube với page một đôi kia ấy page mũi tiết cứ pang lì hứ hay page mũi tiết pang lì hứ EBC và chẳng bong bong ồn ồn ai nâng tẹt tôn tam page của ban tam YouTube tam page của ban tam Facebook của ban tu được sắp của ban đây và ai tầm nét tầm đó mà person và bong bong ồn ồn trầu cả nữa và chẳng khi bạn có xong chul từ đó bật thiên là bật là bao dương và bật thiên là bật bao dương bạn đang ấy thả ạt cũng băng là bao spirulina bạn này thả chia bật thiên là bật mùi đầy sầm khăn bồn phốt này dây ẩm pí spirulina nó thả ta spirulina nó về miền ạt thả bà dấu dàng nè xong rắp sốc cổ phiếp là bỏ mà đu à quấy đây chỉ ạt cũng băng trâu bàn liệt trọt đáng nục nóng và siêu phâu đang hơi bà siêu phâu đang cứ bộ môn tròn cron màu đó à vây để dân ngọt bàn đẳng nếp hiếp bì xe có đôi chia xa để chết bóng bóng đỏ cha rồi bóng spiêu rồi để trâu bán sắc xa sẵn rào chiếc đôi cron nẹ một chia xa có đôi chia cron một chạm bình đất chôn chết chế bọn và chẳng cứ bóng 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 bàn mơ phía tì môi phía tì pi nó cứ bàn vô chẳng mà hơi nế khi bạn xông vào to chù từ phía tí bay tại một đoàn của mọi khát bê rồi đó hãy phân lực tập hóa để bong bong ôn ôn trao ca nào có đồng cả đọc lại sốc của phiếp đó cứ dường miền spirulina maca spirulina maca bà này thao vị chia phân lực tập hóa một bí bí tế chế bốn
xâm chênh bì spirulina cầm rất lịch mùi rồi bỏ chứa bón hãy rùm chứa mùi nâng mơ mạc ca tiệt phòng bà mơ mạc ca tiệt nế bà này ta spirulina có biết mạc ca có biết đâu không nâng cầm play hơi ấy mạc ca nâng chui sọc của phiếp khăn lắm mạc ca nâng chui chui ọ môn ôi về lùm nâng bà chưa phục phết mơ mà nâng kỳ vô mà liê chứa mùi spirulina nó khai chứa spirulina mạc ca chứng chưa phần lật phòng lơ kê tiệt ọ បាទបងប្អូនត្រូវការផលិតផលជប៉ុនពិតប្រាកដហើយត្រូវការផលិតផលដែលមានរុក្ខជាតិល្បី២ផ្សំបញ្ចូលគ្នាគឺស្ពីរូលីណាម៉ាកាហ្នឹងរួចហើយណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទសូមបន្តទៅការសិក្សាស្រាវជ្រាវដោយក្រុមវិជ្ជាបណ្ឌិតបន្តទៀតចូលដល់ជំពូកទី4បាទបាទភាគ3ណាជំពូកទី4 Effective in the prevention and treatment of hepatitis and cirrhosis. Spirulina, a way to save and clean the medicine pickle liver of the Japanese people. Bà lấy dừng mơ này, nế. Nế cứ chiếm miết ca rướng để chúng bạn lực lãng đầm bây ôi bóng bóng phụn phụn bản chế nế. Mình bèn chìa phiếp lũng ất đây chìa miết ca rướng bà. Sẽ cái đây lũng ất cứ nâu khôn ông đắng, nâu khôn ông đắng hỏi. Nâu tùm bò thì chết sắp tùm buồn. À, lấy dân đạp tịch nó miệng cả rừng nó của dân ảnh dụng bản đá thả miễn bỏ sức tập hiếp nâu nóng ca cà pía nâng phía báo chung ngư rồi liệt thảm nè cái đấy hơi nâng chung ngư cần thảm bà bạn ấy ta spirulina nâng về miễn bỏ sức tập hiếp bà đây kịp sau rồi giấy nóng ca cà pía nóng ca phía báo chung ngư rồi liệt thảm chung ngư cần thảm ấy nâng kịp sau rồi ở hai chụp bọn nó nên chẳng bong bong ôn ôn cua tài chập rầm tới vừa dựng đằng ấy và tụ bày tầm toàn chứ có tàu prà đấy cà pì hơi hay nét để chứ là môm toàn tàu hà ri thà mấy mà prà hơi tới và chú đòn hà ri cho anh chập ấy nè cần thà mấy còn miền chia đây còn là thà về miền nằm nặng cà vi à cái đấy sau hôm nay dựng nó có chia cho nó đó rừng cần thà mấy nó ở tàu prà bán đòn cầm rách lại tập prà liên sau những tình túi ở nông thôn miền thà đấy của những bọn phải sọt chia bao đòi prà praspirulina mà cà nó mà du mà hơi nè chẳng mơ mơ ở lớp doctor chụp pon cái thà này người ta phải xịt tập hiếp khăn ông cá cà pía hơi nằm chia bao chìm ngư rồi lệ thà lắm nâng chìm ngư cần thà lắm spirulina chia mật số bài nông khăn ông cá sầm cua hơi sầm át thà lắm để chụp chom ta đòi ở sọt robot và chia chuẩn chụp pon cái đấy bà nâng nâng là cụ bên chụp phần nâng quạt prap thay spirulina nâng cứ chiếm mật số bài muối nâng không ca sừng cua hay nâng sầm át lại để chụp chóm ta đòi sọt bùa mà nâng dương ba nâng không bật tê đây cầm bông áp vì vọt bật tê đây mình toàn chưa lươn nâng dương prao sọt cho ra ơn vô mềm tên mà nâng vừa chư cho ra ơn hay mà nâng chăng từ tua lạc tập hoa lươn đơn chẳng prao sọt cho ra ơn ai đã prao sốt chán với so la sa để chết kim mi chết pol nó không luôn chán đại cái đấy ai chẳng thà ở mắng chết nhẹ từ tuôn bẩn túc nó không cả bẩn sạp bà không cả bẩn sạp sa để chết pol kim mi chẳng ở nằng chẳng hỡi thà ở mắng với chuột chuồng từ đó sốt nó cứ thà ở mắng dập ấy nè bây giờ prao sốt rọc hai rồi chăn máu à nó sẽ rương ấy nè hết được chăn này hỡi bán cầm krupe chụp pon nè quạt bàn bạch giá đặc là spirulina cứ chia mật số bài nấu con ông cá sống cua hơi nâng sầm át lắm và để chốt chom từ đó xuất robot và chia chuồn cho bọn là lấy dân mở mới ba nâng con sắc xa rồi sẽ lại ấy bạn con hiền thì gì đó tròn tròn chỉ ai cái xà máu đó nhưng chẳng bong bong ôn ôn cua tại kết cù bị cha là na bèn tết mình cua ơi bắt đầu học cả nấu cái cá nấu con ông cá đọt sài chia bao thảm nên tê ไอ้โซธาโจมีติการเรื่องนั้นเลิกได้เนี่ยฮะนี่ได้นี่บ่าบายด็อกเตอร์โนบุรุอิชิชิมะโปรเฟสเซอร์แอดยูนิเวอร์ซิตี้ฮอสพิทอลเซนต์แมรีนีแมรียานีคอลเลจออฟเมดิซินเห็นไหมได้อธิบายได้ลูกวิจารณ์ดัตโนบุรุอิชิชิมะได้จิตศาสตราจ้าเนื้อไอ้มันติเป็ดในมหาวิทยาลัยวิจารณ์ชมูฮาวธาเซนแมรีนีแมรียานีเห็นไหม
nâng nâng quạt thuê ca nữa tận nâng đấy chỉ sẽ sát ra cha nữa sau chia lại hospital nâng hay đầu mà chia lại Saint Mary Mary Yani nâng à ba chẳng bao giờ chọn vô cho bạn nâng cứ tàu tùm po thì chết bùn buồn đặc nhiều bạn nâng thuê ca thà thì bái bùn vô nộp về cái đầu tại nít chia miệt thì cả rương nãy chẳng bong bong ồn ồn cù vô lại hay qua hay nè đại miền bảy nhà tham sập ngày đi sập bùn nà ba sập bùn nà nè đại miền bảy nhà tham nâng cứ thà sập bùn ắt nâng luôn nè là rồi tới đó tục ôi cần tham tục ôi mà ri tham ấy chẳng ta nè tam bất áp lực đập phật là chui chui tham nâng bàn là o bẩm phật nè ba chum phúc ti pram chum phúc ti pram spirulina alone or in food for the treatment of chronic pancreatitis ideal food for pancreatitis anticipation of its medical use medicinal use by Minoru Tanaka, Kyoto Medical College. Bà lấy dân mơ nè cái đấy. Bà có ta spirulina tại anh rứ có nông nông à ha. Sầm rắp chia ba chùm ngứa rồi liệt lùm pê như rằm rầy. Nè, cái ta chẳng rồi đó. Spirulina tại anh bà này thầm bạch liê sấy của bán rứ có kì pra chia ha nó bà này thà nấu sọc kế kì vô à sảy nâng thua chia ha đòi liê nì liê nụ ấy chẳng á tam bất biệt thiệt sảy nó cũng nông nâng spirulina nó cũng nông nâng đôi chân nấu xăng của búa miền cả lãnh khá nó vô tàu thua chia bà hạt trầy bà kì đạ bà hạt trầy hay kì liê spirulina nó cũng nông nâng nâng lọ đấy đó tùa tiến chia chừng ư tiết sọc kế đó nó kì ao dân ngành hay chia chừng ư tiết chẳng về lọ chẳng á bà chẳng spirulina tại ấy được không à há sầm rắp chia ba chùm ngứ rồi liệt thà ấm ở rồi liệt lùm pèn à chỉ sai pancreatitis rồi liệt lùm pèn như làm rải nhưng mà mới chẳng nẹt rồi liệt lùm pèn chẳng tra với ở khẩu đi bà rồi liệt lùm pèn chẳng chọc á sẽ điên đang ngày chừng ngứ cặp pè hàng đại đang tận chọc ở đang bàn thì bà hay bà bác nó không cắt đó sai á thằng nam pè đang sửa mép ta bắt cá chỉ chọc ấy đi và chọn ở chía to prà phụ năng à ai mới kịp sau đó hay đó bạn kinh giấy đó và chẳng được spirulina tại ấy được không à há sầm rắp chia bá chìm ngứa rồi liệt lùm pèn như làm đại chia à há sầm rụm sầm rắp chìm ngứa rồi liệt lùm pèn miên ca bảo mờ mới than được prau prau chiều sốt được ngày là cột nâng đôi lô mi nụ rũ ta là cá đầu mà chia lại vượt chật sang được thì cái ông Tokyo Kyoto chia lại Kyoto và chẳng bong bong ồn ồn dường đập nông biệt cả rương tầng ổn ní nè dường đừng khơi nhau thà spirulina cứ thập bất chia lọ ba bất chia lọ cho pon kê cho bạc lo ta kê mình men chết tại dây đời cái miên sầm an đời cái miên po tang nâng cho pon nè chẳng hơi cho ba lược ai cái xa ní chia bị xa ông lê bạn bỏ prai tế bỏ prai sơ xê thế cứ thà bình vô chun đòi đòi clay tầm mà đong bị phù vì chờ ấn á bà chờ ấn á nơi dừng tầm bàn bay phía nó mà đang chơi bầm màn rồi phía tiền để nhóm chia dìm thưa mà đong tích hai ở bàn là o bầm phốt xem bé bong bong bồn bồn để miên bầm nón chẳng che chẳng đắng chẳng riến chẳng sâu và phù về sầm khắn xem bé sọc cổ phía đó dừng miên ấy chiên sọc cổ phía mình đâu dừng đó tại vì sọc cổ phía là o bàn thưa ấy ba này sọc cổ phía mình là o hết chọc ơi hãy phải lật tập hồ chui bàn là o bầm phốt đó đôi spirulina mà cà chui là ôm phốt nó chẳng cua pra nữa và ở lại chỗ đó chùm phúc tí pram mùi và chùm phúc tí pram mùi lost vision rapidly restored continuous improvement in cases of cataract glaucoma etc by Yoshito Yamazaki MD lecturer Tokyo College of Medicine and Dentistry Director Kazu Yamazaki Ophthalmic Clinic bà lấy dân mơ mình nẹ tiết bà mình nẹ tiết còn lục mình nẹ tiết còn bàn thì dễ nè còn thà ca bật bằng chặt khẩu vị say trâu bàn đa lần vinh dạng rồi ha bàn đi thập bà nhà phần này nâng mơ vừa ở chỗ ba đấy bật bằng chặt khẩu vị say bàn đi mơ lên chỗ ba nó mơ lên chút bà chẳng có bàn lực lần thà pra sả rái nâng ạ
Spirulina nó cứ cái lồng o màu vinh dạng rõ hạ. Cái đấy cái lồng o ở phần này ở chất bạc nó mà rô chất bạc vinh dạng rõ hạ. Miễn ca bỏ xa chia bần to bần to bần to khả nông cả rả nấy chùm ngư phần này làng bái hơi nâng chùm ngư tự đọc bạc phần này. Cái đấy mình chẳng là phần này làng bái lồng ôm ấy vì ai đọc xa lại bàn màu vinh nhá ôi ta bàn bà chuộp lắm. Nếu là tức đọc bạc phần này chẳng lực lên với thuân là thuân của bạn đây. Mình chẳng thấy bản thân này đây là một toàn tàu chỉ là bài nữa đây mình toàn từ chia tức đọc bạc phần này ấy dạng ná à nâng cua pra nó bà xa spirulina nâng cua pra nó đầm bay ca pia nữa hãy bờ về là ngứt về là môm nâng mình chứ bán nâng xùm rốc pra ôi mên tên đầm bay tiên mà là ồ vĩnh bà nâng chọn bà chạy chun cũng ôi tục đó là cầm ra nấy à nâng cùng nghe đây thôi bà ta bị chùi mến bà ta bà muốn chùi mình bán xây cái đầu vậy nâng nên chẳng bong bong ồn ồn cù tại kết cù prà prà nát chẳng bắt cá bắt bong chạc không bị say trong bàn sđa giang rồi hả bạn hơi miên phep rồi sa chia bàn to chóp nó không cả là nấy chìm ngứ này là bái nâng chìm ngứ từng đỏ bạn này là cái đấy tiếng oni atati bài đòi lục Yoshito Yamazaki đây chia ba MD chia việc mình nếu ai mà hạp xe lây vứt chất sắc nâng toàn là sắc nếu tì kỳ rộng tốt xô ai có thể nè dụng nây clinic phânêch nâu ca rú Yamazaki bà cái đấy có thể nè dụng clinic phânêch tiết nè mentor mà đa tiết nè quạt bà clinic phânêch luôn quạt nâng ạ để quạt chê bì rương ở sọt ở hai bần tay quạt nâu tê gió tổ prá spirulina này ai nè đảm bây thua cao bị sao tôi khuyên thật vì bắt lọc trầm trầu chẳng bởi sao tôi khuyên là ồ phần này để bắt bóng chạc cầu sái kè mô là ồ vĩnh à phần này làng bài à phần này tức đọc bạc phần này ấy đang để bồng bánh hà nó kè mô bà sao vĩnh nè chẳng tiền ồ ní cứ chia phỏ tàng bằng hai ẩm bí và sức tập hiếp đó ồ chá rồi bó spirulina nè ấy cầm hôn đi bí xí cổ xôm nè nôm phần lật đập phó mô bí bí tê chế bó nâng bên spirulina mà cả hai mà ca mà chọn bị lừa đằng tiệt prà tao ọt khó thế bà prà ọt khó thế bà bất chế chui sau khổ phép dừng bất bạc cọt bà sân bóng bóng ôn ôn trâu ca prà sống chơi nhá tầm nẹ tầm nấu mà lên men lên tu ra sắp men ấy khá nông năng ai bà lật số chỗ tất đó chùm phúc tí prầm pân bà chùm phúc tí prầm pân là lần mơ chùm phúc tí prầm pân lần dạng mạch amelioration và amelioration of gastroesophagus and ulcer in my patients controlling modern diseases of the digestive tract occasioned by foods with artificial additive by Dr. Tomokichi Sakai internist and physiologist Professor, University of Eastern Japan. À lời dương mơ mà nè tiết. Có tham biến phép bỏ xá nây chùm ngư axit cà pé. Chùm ngư axit cà pé là ngư phú hết á. Chà là chùm ngư axit cà pé. Hơi nâng tập bao cà pé. Nâu nông chùm ngư, nè chùm ngư bỏ cái giọng. Chùm phú nè chùm ngư bỏ cái giọng. Cái đấy. Đây có tham biến phép bỏ xá là ngư vinh. Bà nâu chùm ngư axit cà pé là ơn chào nắng hơi nâng chùm ngư tập bà cà pé chùm bú nẹ chùm ngư bọc nhỏ bà đây ta còn vô tao bị sao bà còn vô tao ôi nẹ chùm ngư nó bà hơi tao tuôn lắc tập phòl màu lọ ná đó nẹ đầy miên axit cà pé mình tôi là dạp hiếp nẹ đầy tập bà cà pé chư chọc chạp ấy nắng bà sarai spirulina nắng lọ ô bà sao lăng vinh tao mà đón đấy chẳng hơi bong ôn ôn dương cua đập bà cua đập cua kết cù chia bị xe nè đại miền chẳng ạ chừng người khôi bộ quan đồng lề hà đó ạ đại miền cặp pè miền phổ viên tập ba cặp pè miền à xít là ông ấy đang chia là xít ấy đang cua prà nè bà mình cua tục ở chư tê nè chẳng chui prà to cái này phong hay sắc xa phía sau đuôi sai ai cái sắc xa phía sau chứ bằng lo nè hàng Nhật Bản đang giấy số bốn đó nè nè là người xít ấy đang
nẹt tập bài đứng sụp bố một phát đấy đứng bài dây chấm mà đứng khoái mà cái nô cô đặt và nó còn đằng đằng sau còn bàn sập nữa chẳng bong bong ôn cua tại chụp riệp chun đòn bong ôn nhiệt mất sạch sẵn đàn ấy bà bộ về là chư ở lùi mà cái cô ta mình chia bà lấy dùng sông tỏ tiết là controlling modern disease cực krong chùm ngư sầm máy tùm nơ đại miên bỏ bọn rùm lìa hả đại bọn có lãng đói à hả miên cường xóm sập bạc mật bà cái đấy à hà cường xóm sập bạc nì mật nó bán đấy kia bà thay một cường bà thay một thôi ấy riệp chom thơ mấy ôi tao mà tùm nôn mớ mà chẳng ảnh nế hãy à cường chân chân với bê khá vì mình xóm bà cọp cho mùi bà bọn rùm lìa hả dương này nà ọt đấy nế anh chẳng bê lì dương từ tùa tiên tớ vừa bạc bọn nó vừa khô chá cà bè bù viên dương nắng bà nì dây đà khlấy á bà vừa khô chá cà bè bù viên dương nắng ấy ta càng là khôi cái bèo viên đấy anh đang chọp ấy bên đây tiếp nhưng chẳng hay là lớn nè cà praspirulina nó bị chui cướp cướp mình ở khôi ba à chụp ngư sầm mây tùm nếp nó nghe chụp ngư sầm mây tùm nếp nó nó cứ chả ơn đó cà bèo viên tự nôm phải em lơ chiêm sờ lạ thà mấy đắng ba chui ban tầng oh spirulina nó đấy chẳng hay ban thà lục bị chạm mình đất đang còn thà cướp cướp nơi chụp ngư nơi sầm mây tùm nếp nay propon rồi lấy à ha đây bằng cò lớn đói à há đây biến cường xóm sập bạn này mất cường xóm sập bạn này mất vì mình thò mà chết để cái chân này thừa máu đó ba nâng chân ngay nâng tầng oh nâng cứ cà thà thị bài nâng đòi lô của chạm mình đất tô mô cứ trị sạc khay để quạt chùm niên phần này càng chia bao càng khăn phong phần này càng lâu chật phong chia sạc tra cha nâu ai sạc con chia lấy nấy Japan khẳng cao, nền kinh tế Japan khẳng cao, mà lấy những mưa, ba bỏ bom ôn ôn từng o bàn bàn đập, ba nền miệt cả rương để khi bỏ sai, nếu bẩn yul bị vô, miền mình đu chia ấn ọt bàn đăng bị bớt sức tập hiệp, quân bờ giáo đỏ cha rồi bỏ spirulina nâng ọt bàn đăng tê, mà nẹ nâng cứ cọt ọt yul ọt đăng tê, ấy đời chẳng che tại chư rô mục mình khơi mình đăng chật tàu khẳng na khẳng nay. Ba tàu tận đi cái thang che tàu tận đu thang cho hay ó tàu lui đang ót miền bàn và sao ấy thế ba ở lời này khi sông chùm đẹp chun bắt đầu chùm này đằng chăng ạ ba hay và bàn che bàn đằng hãy thay toam có đôi chuyện đọt sai có mọi chữ toan đấy ba phụ chữ đằng ấy của bạn nè ba ở lời sông thay mùi tiệt ba sông thay chùm buộc tiệt bằng bay mùi tiệt a report of success with getting back lost hair circular depilation by ingestion of spirulina. Miễn rộ bài cá chơi chùm nè đôi từ tua bán cá đột sọc mà huynh xâm rắp nè đéo miễn chùm ngứ chọ các bào và chọ đồng đống á nên chọ á tập bệnh đồng đống á mình tập bệnh tầng ọ hết đấy đó à mỗi tập bệnh đôi dền à nâng bà tay à nè chọ chọ bàn này về thật lẹt đồ chứ đồng đồng tập bệnh đồng đồng nè anh chẳng nè đây tập bệnh đồng đồng nâng đời sai chỉ ngư xem xem cả lần cái đầu của bà là chả đớm à nâng đã spirulina ở khoe đồng với nhau bà ở khoe đi lại ta zen là nâng của bà nâng zen là nâng mình nghĩ đi phổ biến bên zen to khnề máu đó đòi mong đòi pel đòi về liền đòi là dũ về thấu chiu anh ta mà đòn nè à nâng mình nghĩ đi tại bà chỉ ngư à nâng lo mình nè spirulina bạc cay anh chẳng bạc cay khang phải khang chủng ngư mình chẳng nẹt để chịu sọ cho cái đau tập bê cái đau nè ôi tao vì lẽ cái này chỉ chụp ngứ cái đau có ba là ấy chẳng rưỡi cổ dương chư chịu sọ ấy chẳng tư nè rưỡi cổ chạm kỳ mi bành cam là mấy ấy chịu sọ à nâng spear nó đặt theo lứa đó ba chẳng nâng chia miệt thì cà rương nè bong ồn ồn cù tại bàn đạp bàn vô nè chẳng tham miên độ bay ca chỉ chụp né đòi sọ nó vẫn đau mà vĩnh sầm rạp chỉ ngư cho các báo từ tập bệnh các báo đông đống và tam là giác cá từ tu tiến spirulina only one case but the depilatory progress was halted and the downy hair darkened và này tham biến cả là này muối à cả lấy đây tập bệnh để cho nó cứ tham về chụp về bật về lên cho to từ tiết về lên chụp to tiết sọ nắng đó và hai à sọ đây hiện bò mờ tàu hiện
mình sâu xo nó bị chập đầm không mau quỳnh ơ mình sâu không mau nó giờ lòng bà sọ đầm mình sâu không mau nó bị chập đầm không mau quỳnh đó bà dân miền mà cả này nó bị chụp vì ọt đọc sọ té vì ọt chụp to tiệt đó anh em miền mà cả này xinh xí cứ đọc một bình ọt by Dr. Ivao Tanabe, psychiatrist and internist, specialty in oriental medicine, Dinen Chofu Clinic. Nâng đôi lúc bị chạm mình đất Ivao Tanabe, đây là quạt chùm niên khang côn khám ến, và chùm niên khang chùm ngư khám ến phó ngay chùm ngư khang khán ống. Và nẹ chùm niên phải khang ở sốt, sở mai gì. Còn nâng chùm niên khang ở sốt sở mai phó. Nâu clinic Chofu, đại nâng, đại nâng Chofu. Và chân đi cứ chi bò đầm bên mùi tiết nè. Nhưng dìm bí bánh hạ chủ sọ. Phía bây bà part 3. Spirulina, a safe food and a count of thorough going basic research on its safety. Spirulina chia a hà sổ vắt tập hiệp. Bà miên bà vắt sắc xa giang là ất là ấn. Sao chia giang là ất là ấn. Bông phót tổ lưu sổ vắt tập hiệp bà bảo vi. Nâng cư nâu tùm bó tí. Mà rối mà phây bầm bầm nế. Và chẳng bong bồn bồn bàn đập nâu cả bọ sài ở thả thị bài bình dùl bì khuyên bát đã chế đầm năng cổ môn IBC. Hay spirulina này bất chế chúi sọc của phiếp dương khlăng bá. Bất chế chúi sọc của phiếp dương khlăng nà. Và bong bồn bồn nế. Hay khuyên bát đầm bây bằng hàng xạ xây phó tàng. Nế đè cổ lòng mau à tệ để chôn dương bà chờ ná khuyên bán thua cách xung phía. Nó khắc khắc mình bán chả ơn đấy bọn tay bởi dây bị nẹ chia nó chả ơn à. Và chúng buộc cả bà ơn là lớp chúng bán xong ôi bọn bốn bán đắp nó cách xong phía. Và tệ tôn tâu nâng mình bán chia mà nụ ọt chùm này đăng đấy xong mạnh thế cứ khủ bê tiết để quạt bán bà. Quạt cả lòng mau miền bánh hạ sổ của phiếp nâng cứ thả dập dơn vô mên tên ơi. Hay là lâu ní nè quạt khai từ chuyện nè chạy chạy rồi bọc cầm hồn đang giằng giằng khăng giằng sạc cam thiệt phong và ao quạt vô tục chia bao nè chừng ngư bọc quạt bố quạt nó chia một khuôn ấy ấy quạt nè vô đăng pin này pet phong đó anh chẳng khi bát có sông ao bong ổn đang bàn đắp được cách sầm hia rồi viên khi bát nâng lực u pet nâu hàng bộ sạch đôi tọt tới bà lấy nước khi bàn shop chỉ thu sắp chỉ môi nâng lực u nâu hàng bà can nè khai bộ sạch nè đây lực u chia tệ để chuẩn របស់ក្រុមហ៊ុន ABC ផងដែរណាលោកគ្រូជំរាបសួរបាទលោកគ្រូខ្ញុំទទួលរបាយការណ៍ថាលោកគ្រូជាអតិថិជនរបស់ក្រុមហ៊ុន ABC ចឹងលោកគ្រូបាទខ្ញុំជាអតិថិជនបាទអូបាទលោកគ្រូខ្ញុំសូមស្គាល់ឈ្មោះលោកគ្រូបន្តិចមកហើយលោកគ្រូនៅបាកានឬថានៅបាកាននៅម្ដុំណាដែរលោកខ្ញុំឈ្មោះវ៉ែនវណ្ណថានៅភូមិខ្វៅនៅស្រុកបកានខេត្តពោធិ៍សាត់បាទលោកគូពេទ្យព្យាបាលផងណាខ្ញុំបាទកាលមុនខ្ញុំឥឡូវលាលែងច្បាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំខ្ញុំដល់ការព្យាបាលអីឬធ្វើការនំដុលហើយឡើយខ្ញុំសម្រាកចុកគាត់ហើយគូបាទអូសម្រាកហើយបាទចឹងបានទទួលរបាយការណ៍ពីបុគ្គលិកថាលោកគូបានធ្លាប់ព្យាបាលអីដែរបាទ ចង់សួរលោកគូតិចខ្ញុំក៏ទទួលរបាយការណ៍ច្រើនតាក់ទងទៅនឹងលោកគូបានប្រើប្រាស់ផលិតផលពីក្រុមហ៊ុន ABC បាទលោកគូចង់សួរលោកគូតិចលោកគូមានបញ្ហាសុខភាពអីដែរលោកគូអូខ្ញុំបញ្ហាសុខភាពហ្នឹងបាទបាទពីមុនមកហ្នឹងយ៉ាប់ខ្លាំងមែនទែនហ្នឹងអូយ៉ាប់ខ្លាំងហើយយ៉ាប់តើអស់សង្ឃឹមដេកកងថ្ងៃអូបាទបាទអីចុះឈឺអីទៅបានអស់សង្ឃឹមយកមែនទេ ខ្ញុំកាលនឹងមានបញ្ហាជំងឺនឹងវាមានជំងឺបួនមុខបាទជំងឺទី1តាក់ទងបញ្ហាជំងឺខ្លួនរំលាយអាហារខ្ញុំប្រព័ន្ធរំលាយអាហារអូបញ្ហាក្រពះផងខ្លើមផងហើយបាទបញ្ហាហ្នឹងហើយបញ្ហាឈាមហ្នឹងឡើងឈាមផងហើយបេះដូងទៀតបាទឡើងឈាមហើយឡើងបញ្ហាបេះដូងទៀតអូអញ្ចឹងឈាមហុកបេះដូងទៀតបាទអីបែបស្ដាប់ទៅវាដូចជាធ្ងន់ធ្ងរដែរណាបាទធ្ងន់ដើរមើលអស់ចិត្តដើរឆ្ងាយទៅលេសណានៃ
ចំណាយស្អាងក៏អស់ខ្លះកែលឿនតែដែរចា៎បាទបាទលឺថាលោកគ្រូបញ្ហាថ្លើមនេះដូចថាព្យាបាលក៏អស់ច្រើនដែរឆ្នាំអស់មួយឆ្នាំហើយប៉ុន្តែវាមិនបានជោគជ័យអញ្ចឹងអស់ចាក់ឆ្នាំអស់មួយឆ្នាំដែរបើមិនបានជោគជ័យរយៈពេលដែលគ្រូឈឺនឹងយូររ៉ាំរ៉ៃយូរដែរឬក៏ឈឺរយៈពេលខ្លីទេបើគិតពីហ្នឹងទៅប្រហែលជារ៉ាំរ៉ៃគ្រូគ្រូនឹងវាយូរប្រហែលជាបើឈឺលេងលេងខ្ញុំ ទៅហាក់ជាដល់ឆ្នាំហ្នឹងបងតាមគាត់ថាយើងកាលជំនន់នឹងមានការព្រោះទៅនិតអីច្បាស់លាស់ទៀតតាព្យាបាលរិះបរោអីចឹងទៅថាក្កែអីចឹងទៅថានេថាណូបាទបាទចឹងទៅគាត់ដល់មកសម័យទីទៅនៅគេមានការព្រោះទៅនិតអីច្បាស់លាស់ចឹងទៅបានយើងរាវរោទៅឃើញជំងឺប្រមាណមុខដល់សំខាន់ហ្នឹងខ្ញុំនិយាយមិញហ្នឹងបាទបាទលោកគ្រូបាទបាទអូបាទនឹងសំខាន់រហូតទៅរាប់មេរោគមេអីណាអស់ បាទបាទអញ្ចឹងទៅស្ដាប់សូរទៅគឺថាឈឺនឹងច្រើនបាទហើយលោកចេះឆ្លងតាមបទពិសោធន៍ការព្យាបាលកន្លងមកឃើញថាច្រើនហើយណាប៉ុន្តែមិនទាន់បានធូរស្បើយចង់សួរលោកគ្រូថាអីចូលមិនបានលោកគ្រូចាប់ដើមស្គាល់ក្រុមហ៊ុន EBC ហ្នឹងកាលហ្នឹងក្រោយពីជាក់ព្យាបាលអីរួចអញ្ចឹងទៅវាមិនបានជោគជ័យហ្នឹងក៏ខ្ញុំស្ដាប់មើលកាលហ្នឹងឮសូរកម្មវិធីពលិសុខភាព បាទបាទខ្ញុំមិនលឺសុខភាពនោះខ្ញុំពូអង្គិតឆ្លងអញ្ចឹងឬចង់តាមដែរចាអពុកតាមបានកម្មវិធីហ្នឹងទៅក៏ក្រុមហ៊ុន EBC ហ្នឹងឯងក្រុមហ៊ុន EBC ហ្នឹងក៏បាទមានផលិតផលហ្នឹងអាចបំពន់កោសិកាអីយើងដែលយើងមានបញ្ហាធ្លាក់ចុះប្រព័ន្ធការពារខ្លួនអីអញ្ចឹងទៅហើយខ្ញុំបាទដឹងអំពីបញ្ហាប្រព័ន្ធរាងកាយយើងផងនឹងឃើញ អស់សមត្ថភាពមកឆ្នាំយើងដាក់ខ្លាំងមែនទេអើអត់ជោគជ័យអីអញ្ចឹងលោសាកល្មងអូយាយទៅខេតមកមកអោយកូនជិះជួនម៉ូតូទៅខេតទៅខាងបាក់បងហើយគាត់ទៅអត់ជឿទេទៅនឹងគាត់ថាអីមិនទាន់ជឿស៊ើបអីទេបាទយើងទៅអស់ណាមនៃឆ្នាំថ្លៃប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណោះនៅជឿអីហ្នឹងបាទបាទផលអីអញ្ចឹងទេគាត់ថាតាមឬមកខ្ញុំមិនអ្នកចង់សាក់បាទបាទបាទ ចង់សាក់មើលតាមតាមរយៈការយល់ដឹងផងក៏ស្ដាប់ទៅហើយក៏ដូចតែទំនងអញ្ចឹងសាក់របស់មើលមិនទាន់ជឿលោកគាត់ណាចា៎បាទសាក់មើលទេអានឹងអត់ទាន់ជឿទេមិនដឹងថាបើសាក់ឃើញចាញ់បោកគេច្រើនណាគាត់បាទបាទបាទគេវាចាញ់បោកច្រើនបានតែខ្ញុំអត់ជឿទេមិនដឹងទៅលោកមើលខ្ញុំចង់សាក់របស់គាត់យើងធ្លាប់ចំណាយអស់រាប់ពាន់ដុល្លារទៅ ฝากมือติ๊กๆมันเลยอยู่ครบเต้าประมาณนี้เต้าเต้าฝากมือบ่าๆเอ้ยกูเชิญตะดอลนั้นลูกบ้านปรับปรับผลิตภัณฑ์ไอ้คลาสเต้าตะดอลนั้นกรมการเงินนั้นสิไปยุลปรับเจ๊ะจ้องมวยมาខ្ញុំសារលបងទិញផលិតផលហ្នឹងកាលហ្នឹងទិញ3មុខ3មុខ4មុខបាទ4មុខអូ4មុខមានអីខ្លះលោកមានអីខ្លះផលិតផល6 6ទិញអាផលិតផលដែលយើងលាងពួកវាហ្នឹងឲ្យហ្នឹងខ្ញុំយកអាហ្នឹងឡាក់ទូ ឡាក់ទូចឹងបាទបាទឡាក់ទូអែហ្នឹងមកមកបោកខ្ញុំមានប្រមួយកញ្ចប់បាទ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 ប
ខ្ញុំយើងខ្ញុំទៅជឿទិញអាហ្វាយស៊ីមួយក្រុមឯងកាលហ្នឹងអឺស្ពីរូលីណាពីក្រុមហ៊ុន EDC ហ្នឹងតូចណាក៏ទិញកំប៉ុងតូចសិនបាទទៅអត់តូចហើយមកមុខទៀតនោះអាឆ្នាំលៀងខ្សែឈាមហ្នឹងអាខ្ញុំមានបញ្ហាបេះដូងផុយប៉ុណ្ណឹងមកបើចាប់ទៀតបើខ្សែឈាមអញ្ចឹងឯងគាត់ណាបាទៗឡាយអេកស្ត្រាបាទខ្សែឈាមបាទបាទ បងផុតទៅទីបួនមកហ្នឹងខ្ញុំមកប្រើបាទដល់ប្រើទៅបាយដល់គ្រូប្រើទៅមកដល់ហ្នឹងក៏គេថាក្រុមហ៊ុនបោកជាងនោះថាក្រុមហ៊ុននេះក៏បោកលឿនមកហ្នឹងបាទ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 បា
បាទចាអូនបើតាំងតាដែលយើងមិនទាន់ប្រើព្រោះអូឃើញប្រសើរជាងកាលដែលយើងមិនទាន់ប្រើណាបើតាំងពីយើងដេកបានយើងដេកបានយើងលេងកម្លាំងមុនពីរូលេងអស់កម្លាំងពីដើមវាស្អស់កម្លាំងម្ដងម្ដងយើងអស់ញ័រដៃញ័រជើងអញ្ចឹងវិញអូបាទបាទបាទដល់យើងបាទដល់យើងបានប្រើផលិតផលនឹងបានប្រហែលជា2អាទិត្យបាទបាទដូចជាជោគជ័យដល់មួយបាទបាទជោគជ័យអស់អត់ទៅអស់កម្លាំងពីយើងទាំងដូចលេងមួម៉ៅលេងអីវាដូចជាឈឺចាំក៏រៀងស្រាក់ខ្លះបាទបាទគូបាទបាទបាទដល់អញ្ចឹង
អស់ផលិតផលភាសាហ្នឹងខ្ញុំទៅខ្ញុំទៅញ៉ាំកំប៉ុងធំហ៎អូទៅញ៉ាំធំជឿជាអលគុំហ្នឹងយើងឆ្លងជាណាយធំដែរយើងឃើញប៉ុណ្ណឹងតោះបាទបាទតោះអា1200ក្រមអាដល់ហ្នឹងដល់1200ក្រមហ្នឹងអស់មួយកំប៉ុងទៀតបាទឃើញផលិតផលកាន់តែរៀងដូចឆ្លើយតបមែនទេអូពេលចិត្តខ្លួនឯងតែបើមើលទៅបើដូចគ្រាន់ឃើញតាំងពីដេកបានតាំងពីហូបបានហើយបាទចា៎គឺមានបញ្ហាឈឺចាប់ខាងស្ដាំហ្នឹងអីដូចចុះថយខ្លះចុះថយទៅទៅអត់ឈឺទេកំឡាំងកំហែងបាទកំឡាំងទៅមួម៉ៅជេរគេឯងពេលចិត្តមិនអត់មានកម្លាំងអូបាទបាទបាទបាទតែអញ្ចឹងទៅគឺតែតាមរហូតខ្ញុំខ្ញុំប្រើហើយមួយឆ្នាំជាងហ៎មួយឆ្នាំជាងហើយអញ្ចឹងអូរហូតដល់ពេលហ្នឹងមួយឆ្នាំជាងហើយលោកគ្រូបាទខ្ញុំប្រើជាងមួយឆ្នាំហើយចូលហ្នឹងឥឡូវជុំកាលខ្ញុំភ្លេចខ្លះហើយខ្ញុំប្រើខ្លះជាងកាលអត់ដែរអើតែជាងកាលទៅឯណាលវលទៅនេះទៅនោះភ្លេចប្រើតែម្ដងអញ្ចឹងទៅបាទបាទឥឡូវចង់និយាយទៅជាងមួយឆ្នាំហ្នឹងលោកគ្រូកាត់តិចណែឥឡូវហ្នឹងសុខភាពបើប្រៀបធៀបកាលពីមុនហ្នឹងរហូតមកដល់ពេលហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែរលោកគ្រូអូជោគជ័យច្រើនគ្រូជោគជ័យច្រើនឃើញសម្ពាធឈាមខ្ញុំវាស់ទៅអត់ដែរឡើងគឺប៉ុតខ្ញុំអោប58អញ្ចឹងដែរណាគ្រូណាឡើងឈាមយើងមិនវាស់58ទេខ្ញុំនិយាយត្រង់ពួយលក្ខទេគ្រូណាបាទបាទចោលទេអមតែយើងប្រើឆ្នាំ8ហ្នឹងជាប្រចាំដែរអាសម្ពាធឈាមហ្នឹងប៉ុន្តែបើបញ្ហាជំងឺផ្សេងៗខ្ញុំអត់ដែរប្រើគ្រូឈប់ឆ្នាំ8លោកអស់ហើយគឺថាបើជំងឺឡើងឈាមយើងប្រាក់ជាប់ជាមួយដែរប៉ុន្តែសម្ពាធឈាមអត់ដែររឺរូបអីទេបេះដូងហ្នឹងក៏វាលៀងរេស្ងដើរលឿនយឺតអីវាយ៉ាងនឹងណោស្អាតគ្រូខ្ញុំទៅគ្រប់គ្រងពេទ្យមុនគាត់ផលិតមកថាអត់អីបាទគ្រូអូទៅមានបញ្ហាល្អឡើងវិញគាត់និយាយឲ្យត្រង់តាមដានខ្ញុំកាលនេះ100ជិត100ឥឡូវនៅ35គាត់មកវាចោលណានៅ35ផលិតហ្នឹងអូបាទបាទមិនដឹងមកដល់វិញហើយបានខ្ញុំថាដូចសាច់ខ្លៅមកវាមិនដូចល្អឡើងវិញច្រើនតាមបាទអីចំពោះអាជាសាច់លោកគ្រូចំពោះសាច់ឈាមអីលោកគ្រូដឹងមានប្លែកអីទេមើលទៅខ្លួនឯងចាអឺសាច់ឈាមប្លែកគ្រូប្លែកហ្នឹងមិនទេចាប្លែកដែរតែសាច់ឈាមប្លែកខាងតែខ្ញុំមុនប្រើគឺរៀងខ្លាំងហើយសាច់យើងហើមគ្រូសម្ងាត់ភ្នែកអីយើងហើមយើងអង្គុយសយងជើងធ្វើការអីវាគឺរៀងខ្ជិលហើមជើងគ្រូកាលមុនប្រើហ៎បាទបាទបាទអូបាទដល់ឥឡូវបាក់អាហ្នឹងឯងគ្រូបាក់ហើមសម្ងាត់ភ្នែកបាក់ខ្លាំងបាទបាក់ហើមជើងអីហ្នឹងឯងបាទបាទអត់មានទេគ្រូអាហ្នឹងលែងមានហើយអូបាទបាទឃើញប្រសើរយល់មែនតើអញ្ចឹងឃើញប្រសើរហ្នឹងមុនគេល្អអាហ្នឹងបាទបាទអញ្ចឹងរងថ្ងៃលោកគ្រូនៅប្រសើរដែរណារងថ្ងៃអត់ឈប់ទេណាដូចខ្ញុំប្រាប់គ្រូមិនអញ្ចឹងជួងកាលថ្ងៃណានេះនឹងផ្លេចមកពេលព្រឹកអញ្ចឹងទៅជួងកាលនៅមិនជាប់លោកជួងកាលខ្ញុំប្រើដបងក្នុងឆ្នាំទី1ខ្ញុំប្រើលោកទីជាប់ណាខ្ញុំប្រើ20ក្រាមគ្រូក្នុងមួយថ្ងៃគ្រូបាទបាទបាទអូបាទដល់ឥឡូវវាដូចការឈឺចាប់អីនឹងថយសុខភាពខ្ញុំរៀងដូចងំអូយជិះការយ៉ាងបើហឺតចង់គុណខ្លាំងចាអត់អីលោកគ្រូដល់ពេលហ្នឹងឯងវាសួរខ្លួនហើយចាណាអូអើយអរគុណលោកគ្រូច្រើនណាស់បានផ្ដល់ប័ណ្ណសម្ភារបាទនៅថ្ងៃនេះណាឃើញថាជាក់ស្ដែងមែនទែនណាបានប្រើប្រាស់នឹងយូរដែរមួយឆ្នាំជាងដែរឥឡូវសុខភាពប្រសើរបាទបាទឥឡូវនេះឃើញថាពេលវេលាចេះតែទៅមុខហើយគិតហើយខ្ញុំបាទក៏សូមតិចទៀតសម្ភារនឹងអតិថិជនមួយទៀតអញ្ចឹងលោកគ្រូចុងក្រោយនៃកម្មវិធីសម្ភារនេះលោកគ្រូមានអីផ្ដាំផ្ញើទៅដល់អតិថិជនរបស់យើងបានទេចា៎បាទខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំផ្ដាំផ្ញើបងប្អូនដែលមានបញ្ហាសុខភាពអង្គភូមិដូចខ្ញុំណាបាទបាទបើបាទមានបញ្ហាពាក់ព័ន្ធសុខភាពទូទៅមិនបានដល់4មុខទេការពិតឲ្យផលិតផលនេះវាជួយរាងកាយយើងទាំងអស់ហ្នឹងហើយបាទបាទគ្រូអឺឲ្យតែទ្រុតទ្រោមខ្លាំងវាជួយអញ្ចឹងបើសិនជាយើងអស់សង្ឃឹមវាមករកផលិតផលនឹងសាកដូចខ្ញុំអញ្ចឹងបាទបាទមានជោគជ័យរបស់ខ្ញុំហ្នឹងក៏អ្នកយល់ដឹងខាងពេទ្យច្រើនណាស់ហើយខ្ញុំបាទបាទគ្រូបាទដល់ដល់ថ្នាក់ទៅអក្រិញចា៎ដល់ក្រុមហ៊ុនមកអត់នេះគឺមកជ័យបាទខ្ញុំចិត្តបងប្អូនអញ្ចឹងហើយបាទបាទបាទអឺកន្លងមកខ្ញុំក៏អស់ពីខ្ញុំមកខ្ញុំថាខ្ញុំហ្នឹងវាអស់មានទៅមុខទៀតរួចហើយបងបាទបាទតិចតិចក្រៅឥឡូវហ្នឹងវាបានជោគជ័យប៉ុណ្ណឹងយើងថាល្អហើយពលិសុខភាពគឺថាមួយពលិមែនណានៅយើងបាទបានបានឃើញពលិសុខភាពហ្មងអូកាន់ខ្ញុំអាងឹតឆ្លងហើយបាទចា៎បាទអរគុណលោកគ្រូច្រើនហើយដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភារពីខាងខេត្តពោធិ៍សាត់នៅខាងបាកាណុងណាបានទទួលជាជំនះច្រើនផ្នែកខាងសុខភាពឯកុមហ៊ុនក៏មានសេចក្តីតេជអបាទជូនពោលោកគ្រូបាទឲ្យកាន់តែមានសុខភាពប្រសើរទៀតបាទអញ្ចឹងជំរាបលាលោកគ្រូអរគុណច្រើនលោកគ្រូបាទបាទជំរាបបាទឥឡូវយើងឃើញជាក់ស្ដែងហើយណាស្ដាប់ឮជាក់ស្ដែងនៅកិច្ចសម្ភាររវាងខ្ញុំបាទ
nâng lục cụ pết và nâng khang bà càn. Tạm bất quạt bàn prao bà lật phá lăng dù hơi mình mẹn tâm mình lợi tì nà sọc ngay nâu tè nâu tè prao phong chai chai phong chăng và tâm tập bàn ngay đi cầm mong vô tàu tiết bà spirulina mạc ca đang hay rùm cho mùi bà lật phá lập xe xe nhảy chục chê chá ráo nà quạt chùi tệ tà chôn nâu đồng bón nâng cư thà chùi sọc của phiếp chá ráo nà nhìn chăng hơi bong 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 snap lư nâu phoa tàng nâu sọc hôm ai dương có đôi chuyện nào khăn chụp bọn cồng cụ về chụp bọn nâng kì bà rịt rơi đó cái chọn con ai cái xa mà ôi dương bàn riêng bàn sốt nó dân mơ mơ bà dân mình nghe thế đó nhưng chẳng hơi bàn bóng bóng bồn bồn tập o mình cua khó khăn nè khăn ông ca pra tê vì phụ sốc cụp hiếm dân mình nghe thế bà bà lật đập hoa là lâu miên ai miên hay dân tục ôi luôn dân sư tại mơ mơ còn mình cụ bệt nó có tới chạy tháng năm đó sốc kê đâu và hay mà tháng năm á hay đôi cho ọt bà xa á nế còn bàn bà trẻ đã đầy ọt sừng khâm á cái đấy hay bàn cả nốt của nhóm bà tờ thừa cạp sọc sái tam vật sụ hay còn lưu cam vật thi bình lưu sốc của phiếp đến tam vật sụ và cả năng dường xài tấu lưu đó bồ sát đó và chẳng khi bà có xông lực thực chất ở bọn 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 tổng o đây là cập bông tạm đàn sẽ đập đi cứ tu sơn na đi cứ thà chơi prapra tọt khâu thế hay roll pành hà sốc phiệp na để đọt sải ở toàn chính chơi mà ro cầm hôn ibc nè cầm hôn ibc bất chia cầm hôn để chui sốc phiệp bong bong ôn ôn bất bạc cọt mén ta mà để giã cá chay chay phần lật đập hoa sốt sốt bất bạc cọt miên chùm nét đăng bất bạc cọt yul đăng vì sốc phiệp bất bạc cọt nè chăng anh chơi mà ro cầm hôn ibc lấy tu sập khăn ông đăng miên facebook miên youtube miên page miên ba miên tất cả bà mình đôi chia nẹp xe như thế đó dường miền cầm ple đầm bay control tàu đo chủng ngao tàu đo cá song say nè mình miền tàu lụa mình lật tập hoa lấy cứ khăn ông niêm chỉ nẹp chia báo người ta dường miền là quay tập ở bà chân khi ba xong thưa ca bẩn vô và thay một tích tiết cho bộ pê về liền nó vừa chích một máu ấy xài xong để tì chiêng ấy bà lấy chỗ đó chủng buộc ti bẩm buồn chủng buộc ti bẩm buồn. Safety and checking is of primary concerns in health food. Pharmaceutical research on the safety of spirulina. Bà tha sa vật tập hiếp hơi nâng ca trụt bình đất cứ chơi ca prui bà rõm chia chùm bóng nộp máy à ha sô khổ phiếp. Bà nây tha rương à ha sô khổ phiếp ní vì xâm khăn á. Bà xâm khăn á. Ca bẩn nứt mơ ca sụp vật tập hiếp nâng cư ra sụp khăn á ọt miền linh sao dạy bàn tê bố dương tự tù tiên chù khăn ông khuôn rò ngay nế chẳng hơi bờ sân việc bạc bó mình thò mà đá đấy bố rò ngay bà thà ở sốt dương phật dù dù mà đòn bà há với phật rò ngay chẳng hãy bán cồng cụ bệt quả thà chụp bọn nó quả thà sụp vật tập hiếp ấy nâng ca trụi bẩn nứt cứ chơi ca prui bà rõm chùm bóng nế nâu khăn ông à há sụp tập hiếp miễn ca sao chiếu chỉ lẽ cả nã ở sọt tàu lơ sờ vật tập hiếp ở bờ spirulina cái đấy ba spirulina đang mén cái thấm sao chiếu chỉ à ha đấy đó ba cái sao chiếu bẹp chỉ ở sọt tiệt bẹp chỉ ở sọt ban đây thảm ảnh ban đây ta cái vô ca sao chiếu ở sọt nữa là ắt lõn đó vô mà sao chiếu spirulina ban đây ta phải chạy cái tê nếu không ca sao chiếu tàu lơ sọt dạng ná cái vô mà ăn được vật nó lấy spirulina đôi khi này đây vì bố cái trâu tầm mất chất bấm phất cái lại việc bạc bò nè nè nâng trong trong bị chạy chun bong bong bồn bồn chẳng chẳng hay riêng spirulina đấy càng chụp bồn nâng sắc xa sau chiều sầm bấm nè bạn sầm bấm nè bố cái lại chẳng á nè và phần tới bây giờ mưa bị phục vật bảo vệ cả lòng máu mình nuôi nó đầm bon cái nó à đầm bon đây việc đâu chỉ thôi mà chết cái phát rộp bọn chân nắm và rộp rồi bọn chân nắm môn bên nhạc vật chia sạc nó không còn tùm nơi bộ khởi được tiệt nè chẳng hãy bà sân rộp của chuyện đi việc phòl bạc bòl vinh ố mà đang chia bạc mục vì chân nắm nà mà thế bà ọt miền bà đò xâm mây tùm nơi dương thế còn xâm bọn nó kì lên bà bạc dù ai nè còn thế kì nấu tè bà tò bà nó tàm đồn ta bò kì rồi hốt mà đò sọc ngay rộp rồi rộp bọn chân nắm nâng và từ tại bay ô hồ stưng mà đó sẽ may tùm nơ nơi chân nằm mà bọn bồn rồi
63នេះដែលគេសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះហើយមកដល់សម័យបច្ចុប្បន្ននេះទលំទលាយបំផុតហើយបាទប្រទេសណាក៏មានដែរអាស្ពីរូលីណាហ្នឹងនោះគាត់ជប៉ុនសិក្សាស្រាវជ្រាវខ្លាំងជាងគេណាព្រោះជប៉ុនគាត់ចំណូលចូលចិត្តខ្លាំងទៅលើសរាយហ្នឹងព្រោះគាត់ដឹងពីប្រយោជន៍ណាអញ្ចឹងហើយបានថាក្នុងសភៅនេះគឺប្រមូលឯកសារភស្តុតាងមកបានបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់លាស់បាទអញ្ចឹងនៅជំពូកទី9ហ្នឹងគឺថាសវត្ថិភាពហើយនឹងការត្រួតពិនិត្យគឺជាការព្រួយបារម្ភចម្បងផ្នែកខាងអាហារសុខភាពមានការស្រាវជ្រាវជាលក្ខណៈឱសថទៅលើសវត្ថិភាពរបស់ស្ពីរូលីណានិងអត្ថាធិប្បាយដោយលោកវេជ្ជបណ្ឌិត Kenichi Akasuka នៅ PhD MSc ជាសាស្ត្រាចារ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យនៅមហាវិទ្យាល័យនៃសាកលវិទ្យាល័យឱសថសាស្ត្រនៅទីក្រុងមេជីបាទនឹងនៅខាងក្រុងមេជីប្រទេសជប៉ុនណាបាទស្រាវជ្រាវដោយលោកវេជ្ជបណ្ឌិត Kenichi Akasuka បាទនឹងគាត់បានអត្ថាធិប្បាយទៅលើសុវត្ថិភាពរបស់វាហ្នឹងហើយបើយើងចង់ដឹងច្បាស់ហ្នឹងគឺថានៅទំព័រ127បាទជំពូកទី10បាទមកជំពូកទៀតចុះ Spirulina safe for hyper photosensitivity no possibility of unexpected problem as with chlorella បាទយើងមើលមើលណាគាត់ថា Spirulina សុវត្ថិភាពសម្រាប់បញ្ហាស្បែកណាអត់មានប៉ះពាល់ស្បែកទេជួយបាទស្បែកនឹងខ្លាំងណាស់បាទ Spirulina សុវត្ថិភាពសម្រាប់ស្បែកมันមានលទ្ធភាពណាដែលអាចកើតឡើងនៅបញ្ហាมันបានព្រៀងទុកដូចជាសារាយคลอរ៉ូឡានោះទេបាទពីមុនស្ពីរូលីណាហ្នឹងក៏មានសារាយមួយយ៉ាងនោះហៅថាคลอរ៉ូឡាហើយคลอរ៉ូឡាហ្នឹងជាសារាយហ្នឹងมันរៀងដូចស្ពីរូលីណាទេរៀងវាមូលបាទរៀងវាមូលស្ពីរូលីណារៀងដូចរសរបាទរៀងដូចគូតខ្យងអញ្ចឹងណាសារាយស្ពីរូលីណារូបរៀងវាណាហើយដល់ពេលអាคลอរ៉ូឡារៀងមូលទៅវែងបាទហ្នឹងគេរកឃើញមុនស្ពីរូលីណាហើយសម្បូរទៅដោយសារជាតិបំប៉នទៀតសម្បូរទៅដោយសារជាតិបំប៉នសម្បូរទៅដោយคลอរ៉ូហ្វីលវីតាមីនប្រូតេអ៊ីនអីក៏ចឹងដែរមិនជាខុសគ្នាប្រមាណជាមួយស្ពីរូលីណាប៉ុន្តែបញ្ហាមួយដែលជាបញ្ហាលំបាកហើយនឹងផលវិបាកកាលជំនាន់នោះគឺថាប្រើទៅរមាស់ស្បែកបាទអាហ្នឹងសារាយคลอរ៉ូឡាណែអ្នកគេអត់ទាន់រកឃើញស្ពីរូលីណាទេកាលហ្នឹងណាហើយបច្ចេកវិទ្យាក៏មិនទាន់ខ្លាំងណែហើយដាំក៏រៀងពិបាកដែរណែដល់អញ្ចឹងបន្ទាប់ពីឃើញស្ពីរូលីណាមកនេះហើយសិក្សាស្រាវជ្រាវទៅលើកុលសម្ព័ន្ធដែលបានប្រើប្រាស់រាប់រយរាប់ពាន់ឆ្នាំនេះគេចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងទៅលើស្ពីរូលីណាដូច្នេះណែការសិក្សាស្រាវជ្រាវទម្លាក់ចោលคลอរ៉ូឡាហ្នឹងទៅបាទរហូតមកដល់ពេលហ្នឹងคลอរ៉ូឡាហ្នឹងมันសូវជាមានល្បីទេប៉ុន្តែបញ្ហាចោតហ្នឹងគឺប្រើទៅលំមាស់ប្រើទៅលំមាស់ណាអាហ្នឹងគេហៅថាបញ្ហាដែលអាចកើតឡើងមិនបានព្រៀងទុកបាទហ្នឹងគឺប្រវត្តិដែលខ្ញុំសូមធ្វើការអធិប្បាយពន្យល់ដល់បងប្អូនលោកអ្នកស្ដាប់ឲ្យបានយល់អញ្ចឹងបាទប៉ុន្តែអាហ្នឹងជំនន់នោះឥឡូវនេះស្រាប់តែមានคลอរ៉ូឡាហ្នឹងលក់ចែកចាយណាព្រោះបច្ចេកវិទ្យាគេទំនើបគេចម្រាញ់ចោលនៅអាសារធាតុដែលវាធ្វើឲ្យលំមាស់ស្បែកយ៉ាងទៅទៀតព្រោះមានខ្មែរយើងនឹងបានប្រើទៅហើយយកមកឲ្យខ្ញុំមើលហើយប្រើទៅខ្ញុំបាទសួរនាំអំពីប្រសិទ្ធភាពអីគាត់ថាល្អថាប្រើនឹងយកមកឲ្យខ្ញុំមើលខ្ញុំស្គាល់បងព្រោះខ្ញុំបានសិក្សាស្រាវជ្រាវឲ្យស្គាល់រួចស្រេចហើយណាហើយអញ្ចឹងហើយបានថាឥឡូវនេះបច្ចេកវិទ្យាគេទំនើបក៏គេមានវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការចម្រាញ់ចោលអាសារធាតុដែលធ្វើឲ្យលំមាស់ស្បែកហ្នឹងក៏អស់ទៅឥឡូវហ្នឹងចឹងហើយបានថាមានទីផ្សារខ្លះដែរប៉ុន្តែបើប្រៀបធៀបជាមួយស្ពីរូលីណាអត់ដូចទេស្ពីរូលីណាខ្លាំងជាងបាទទលំទលាយជាងមនុស្សប្រើច្រើនជាងនៅសពថ្ងៃហ្នឹងណែអានេះខ្ញុំចង់ពន្យល់ពីប្រវត្តិហើយជប៉ុននេះគេសិក្សាស្រាវជ្រាវកាលហ្នឹងក៏គេរកឃើញថាស្ពីរូលីណាល្អជាងអត់មានបញ្ហាកើតឡើងអីទេដូចคลอរ៉ូឡាទេតែបញ្ហារបស់คลอរ៉ូឡាក៏បានចប់ដែរនៅសម័យទំនើបយើងនេះលែងមានបញ្ហាអីទៀតហើយបាទប៉ុន្តែគាត់ថាការចែកចាយទលំទលាយសពថ្ងៃមិនដូចស្ពីរូលីណាទេនេះសូមបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់អញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹង
ៅចម្ពោះទី10នេះថាសុវត្ថិភាពរបស់ស្ពីរណាសម្រាប់បញ្ហាស្បែកมันមានលក្ខភាពណាមួយអាចមានបញ្ហាដែលมันបានព្រៀងទុកដូចសារាយក្លូរ៉ូឡានោះទេបាទហើយនេះគឺអត្ថាធិប្បាយដោយលោកវេជ្ជបណ្ឌិតកូជីយ៉ាម៉ាដាដែលជាសហសាស្ត្រាចារ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យស្ត្រីឈ្មោះហៅថាកូរីយ៉ាម៉ាបាទហើយទាំងអស់នេះនៅទំព័រទី133បាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទឃើញថាពេលវេលានឹងច្រើនហើយខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ចប់នៅភាគទី3ប៉ុណ្ណឹងហើយជឿជាក់ថាបងបងប្អូនប្អូនដែលបានស្ដាប់បានទស្សនាគឺបានយល់ច្បាស់នៅពពួកសារាយស្ពីរូលីណានេះហើយផលិតផលដែលល្អបំផុតសម្រាប់ជួយសុខភាពយើងនៅសម័យបច្ចុប្បន្នជាផលិតផលដែលលើស្ពីរូលីណាធម្មតានោះគឺស្ពីរូលីណាម៉ាកាដោយសារតែវាផ្សំចេញពីរុក្ខជាតិស្ពីរូលីណាលេខ1របស់ប្រទេសជប៉ុនហើយផ្សំជាមួយនឹងមើម៉ាកាទៀតណាបាទអញ្ចឹងបងបងប្អូនប្អូនត្រូវការសូមតាក់ទងមកកាន់ក្រុមហ៊ុន EBC បាទក្រុមហ៊ុន EBC ជាក្រុមហ៊ុនតែមួយគត់ដែលបាទផ្ដល់ចំណេះដឹងដល់បងបងប្អូនណាតាក់ទងនឹងបញ្ហាសុខភាពណាហើយតំណាក់តំណងមកបាទមានលេខទូរស័ព្ទបាទអីចង់ចេះចង់ដឹងផ្នែកខាងសុខភាពសូមអញ្ជើញមើល YouTube ដែល YouTube EBC ពន្លឺសុខភាពណា EBC ជាភាសាអង់គ្លេសហើយអក្សរខ្មែរហ្នឹងពន្លឺសុខភាពណាអញ្ចឹងអញ្ជើញចូលមើលទៅហើយ complete ជួយ share វីដេអូនេះតគ្នាផងបើបានទស្សនាហើយណាបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅភាគទី4បន្តទៀតបាទឥឡូវយើងនៅភាគទី3បាទអញ្ចឹងយើងចូលភាគទី4នៅវេលាថ្ងៃក្រោយ